Wild animals, động vật hoang dã. Hoang dã đọc là wild. Y-L, wild. Động vật là animal, animals, số nhiều. Some animals are wild. Một số động vật là sống trong tự nhiên hay còn gọi là hoang dã đấy. They don't live in homes or cages. Chúng không sống ở trong nhà hay là trong những cái lồng, cái chuồng. Ta có từ cage, cage là cái lồng, cái chuồng. Số nhiều là cages, cages. They live in jungles or plains. Chúng sống ở trong rừng hoặc là sống ở trên vùng đồng bằng. Jungle là rừng, jungles những khu rừng, on plains là những vùng đồng bằng. The lion is the king of the beast. Of the beasts. Sư tử là vua của các loài muông thú. The king là vua. Beast thì bình thường ta hay biết đến nghĩa là quái vật. Nhưng mà nó còn nghĩa nữa tức là muông thú, tức là muôn loài thú vật đấy. Các loài thú vật. He is very mighty, mighty, mighty. Có nghĩa là hùng mạnh. Con sư tử thì rất là hùng mạnh. He roars loudly. Roar. Cái từ này có hai âm nhé. Roar, roar, roar. Có nghĩa là gầm. Tiếng gầm hoặc là gầm. Nó gầm rất là to. Loudly có nghĩa là to. The giraffe has a long neck. Con hươu cao cổ thì có một cái cổ rất là dài. Giraffe. 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 Hươu cao cổ. Neck là cái cổ. He eats leaves from the tallest trees. Nó ăn lá, lá cây từ những cái cây cao nhất. The elephant is very large. Con voi cũng rất là to. Voi đọc là elephant. Large có nghĩa là to lớn đấy. He has a trunk and two tusks. Two tusks. Nó có một cái vòi và hai cái ngà. Ta có từ vòi đọc là trunk. Trunk. Và cái ngà voi đọc là tusk. Tusk. Số nhiều hai cái đọc là tusks. Tusks. A tiger has stripes. Một con hổ thì có những cái sọc vằn. Stripe là sọc vằn. Stripes, số nhiều. Sọc vằn. Stripes. Some bears are black and some are brown. Một số con gấu thì màu đen, một số thì lại màu nâu. Bear, gấu. There are even white bears called polar bears. Thậm chí có cả những con gấu trắng được gọi là gấu Bắc Cực. Polar bears là gấu Bắc Cực. A kangaroo lives in Australia. Một con chuột túi thì sống ở Australia, nước Úc đấy. Kangaroo. That is the only place that you would find a kangaroo, except in the zoo. In a zoo. Đó là nơi duy nhất. Place là nơi. Only duy nhất. Đó là nơi duy nhất mà bạn would find, tìm thấy a kangaroo, một con chuột túi. Except có nghĩa là ngoại trừ. Ngoại trừ ở trong sở thú. Except in a zoo. Ngoại trừ ở trong một vườn thú. It might be threatening, threatening to run into a wolf or a fox. Sẽ có thể là sẽ hơi sợ, đáng sợ một chút. Threatening mình đã học rồi, threatening hoặc là threatening, threatening, threatening. Có thể sẽ hơi đáng sợ một chút khi mà run into có nghĩa là đi vào vào đi đến gần hay là gặp gặp đấy. Một con sói hay là một con cáo thì ta có từ sói đọc là wolf. Wolf, cái từ này đọc hơi khó, rất nhiều bạn không đọc được từ này. Những bạn nào mà không học ngữ âm rất khó đọc từ này, nghe cũng cũng rất khó để bắt chước. Tôi sẽ dạy các bạn từ này là âm u ngắn. U ngắn đọc là o. Nếu bạn đọc chữ w trước, w xong rồi nối chữ o vào, w w
上面那个 n 发音非常 wolf，wolf， 啊 ，wolf là một con sói， a fox có nghĩa là một con cáo。Monkeys run and play in the trees. Những con khỉ thì chạy và chơi ở trên những cái cây. In Canada, we don't see lions, tigers, giraffes, or monkeys running wild. Ở Canada thì chúng tôi không nhìn thấy, không gặp những cái con sư tử, những con hổ, tiger là hổ, những con hươu cao cổ hay là những con khỉ mà chạy ở trong hoang dã cả. Running wild có nghĩa là chạy hoang dã.Chạy hoang dã có nghĩa là người ta ví dụ như là một số công viên người ta gọi là công viên hoang dã, có nghĩa là những công viên đấy không phải là những công viên giống như ở thành phố mà có tường rào, bờ rào, những cái chuồng nhốt con vật vào đấy, mà những công viên hoang dã là những công viên mà là những khu bảo tồn động vật, thực vật, là người ta để nguyên cả cái khu đấyKhông động chạm gì đến nó cả. Nó là cả một khu rừng hoặc là cả một khu đồng bằng. Thì những con vật được sống ở đấy tự do. Và người ta có thể cho khách du lịch là đi bằng ô tô vào đấy tham quan. Thì có thể là nhìn thấy những con vật hoang dã chạy running wild. Tức là chạy ngoài hoang dã đấy. There are squirrels in my backyard. Có những con sóc ở sau sân của tôi.Squirrels, sóc, squirrels. Sometimes I see a raccoon or a chipmunk. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy một con gấu trúc Mỹ, raccoon. Raccoon là một loài gấu trúc ở Mỹ. Chipmunk có nghĩa là một con sóc chuột. Hai cái loài này thì chúng ta ít gặp. Các bạn tra trên Google để xem kỹ hình dáng của nó. Từ này đọc là raccoon và chipmunk. Raccoon, chipmunk. In northern Ontario.Ở phía bắc của Ontario. Ontario là một cái bang ở Canada. Northern là phương bắc. North là phương bắc. Nó là phía bắc. Còn northern là phương bắc. Khu vực phía bắc. Northern. Còn nam thì là southern. You might see a moose or a bear.Bạn có thể gặp một con moose, ở đây cũng là một loài động vật mà chúng ta ít gặp lắm, là con nai sừng tấm. Một con nai sừng tấm là một con vật mà họ nhà hươu nai đấy, và nó có sừng rất đẹp, cái sừng của nó rất đẹp, sừng rất là to, gọi là nai sừng tấm. Các bạn tra trên Google nhé. Moose or a bear, hoặc là một con gấu. I have seen a deer in the forestTôi đã từng nhìn thấy một con hươu ở trong rừng. Forest cũng có lẽ là rừng, bằng với lại jungle. Deer là một con hươu. Have seen có nghĩa là đã nhìn thấy, đã gặp. There are many wild animals. Có rất nhiều động vật hoang dã. You can see wild animals if you go to the zoo. Bạn có thể nhìn thấy động vật hoang dã nếu bạn đến sở thú.